Giặt đồ để gọn là. Không, không chào con. Có con cái gom gom gọn gọn lại đi. Ồn ào quá. Ê, thịt nhìn tươi dữ chị. Mua đi chú. Không mua thằng chị. Cái xe cũ mà anh chùi hoài ha. Phi. Dạ. Sửa xe tao chưa? Xe chè, xe đạp. Mày điên hả? Xe đạp với xe chè mà sửa gì? Ủa mà chiếc nào? Tao thọt vô mỏ mày nghe, xe tao mày hỏi chiếc nào, tao đưa xe cho mày rồi nha. Không nhớ. Đây nè, chiếc này nè. À chiếc này hả? Chiếc này xong rồi, chú lấy về thôi. Ok chưa? Ngon lành. Xong ha. Ngon lành, trời uy tín. Rồi, tao lấy. Mày sửa xe hay mày xả xe vậy? Sang tháo, quên ráp. Vậy ráng ráp nha, trước khi tao tháo tiệm mày. Thối mà cắt hoài. Mày còn tóc không mà mày cắt hoài vậy? Trời. Mụ nội mày, trời ơi. Thằng quỷ mạnh mong manh, trời ơi. Mày làm cho nguyên cái xóm này không biết mày tên mạnh hay sao mà mày tập tạ chi cho ta thấy mày mạnh vậy? Chú sao chú không cứu con, đè ông rớt cái cổ ra hoài luôn á. Tao muốn mày chết cho rồi á. Mắc gì chú muốn con chết? Cái tên mạnh mong manh mà tập tạ dướng cận cổ không tập hoài. Mà mỗi lần con tập là chú chữ, mỗi lần tập là chú chữ. Tại mày tập tạ đây khách khứa tao ăn chè không được. Mắc gì con tập mà khách khứa ăn chè không được? Người ta không chịu nổi. Mắc gì không chịu nổi? Nó có một số những cái chuyện tế nhị tao không muốn nói ra. Chuyện tế nhị là chuyện gì chú nói mày đi. Mày phải tự tìm hiểu. Con không biết con mà hỏi. Rất là nhạy cảm. Nhạy cảm là nhạy cảm chỗ nào? Mày hâu nách. Đậu tập tạ mà cái nách cứ dương dương vậy sao ăn chè? Quyền. Tao chưa làm gì mày ngang. Mày bị gì vậy? Dầu bắn. Trời ơi, mày bắn dầu hay dầu bắn mày? Chú này thiệt á, lại đây. Mày trả tiền chè cho tao mày. Ừ. Chú. Gì? Mua giùm con cái bánh cam ha. Lấy một cái. Kêu một cái mua một cái. Mày mới biểu tao mua một cái. Bánh cam một lần người ta ăn một cặp. Lỡ một hơi mà thèm quá cũng phải có cái nữa để ăn chứ. Thì ngay từ đầu mày nói mẹ nó mua hai cái đi. Cuối cùng mấy cái? Thì lấy một cặp đi má. Hai cái. Bốn cái. Sáu cái. Cái miệng nó nấu hai mà cái tay nó gấp sáu đó. Chắc chú ăn mình. Chắc không có bạn bè. Chắc bạn bè xin không cho. Xin cho mới có bánh nhiều nó mới đưa được chứ ha. Mười cái. Cái này lừa nè. Cái này là ép ăn nè. Bộ mày bán ế lắm hả? Con ế thiệt. Con khổ lắm. Chú mà không giúp con. Thôi để tao lấy cho má. Cảm ơn chú. Thiếu nghe. Gì nữa? Chú hoài. Con trai ơi, có bánh cam mới rồi nè, ăn đi con ơi. Nè, 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 nè. Mày bán bánh kiểu gì mà dịch nó còn chê nữa. Dễ sợ thiệt. Sao xe chè tôi mà bà vô làm chi vậy? Tại ông không ở trong xe chè thì tôi ở. Đi đâu kêu cái ly chè từ 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ không giao. Ông đi đâu ông làm cái gì? Sáng giờ bán chè tới cái ly của bà thì nó hết nước dừa. Cho nên tôi kiếm nước dừa để tôi bán cho bà ăn cho nó ngon nè. Tuyệt vời. Sao vậy? Nước dừa. Tôi dặn ly chè không có nước dừa. Vậy mà đi kiếm ly nước dừa để bỏ vô ly chè cho tôi. Ông đừng có chọc tôi chửi nha. Sao kỳ vậy ta? Sao ông không nói sớm? Tôi có nói, nhưng mà tại ông không nhớ. Tôi có dặn ông không có nghe. Hiểu chưa? Ra đợi đi, dữ quá. Kỳ cục ha. Không ăn nước dừa phải không? Ừ. Nói ngay từ đầu phải đỡ cho người ta. Tức gì đâu quá chứ. Nè, khỏi đá đi, ăn nó mệt lắm. Nè, ly chè có nước dừa. Gì vậy? Trời ơi là trời. Tôi dặn chè không nước dừa. Chè phải có nước dừa mới ngon, mắc cười quá. Nhưng mà tôi không ăn nước dừa. Bà tập ăn nước dừa đi. Tôi không thích ăn. Tại sao không thích ăn? Tại tôi ỉa chạy. Trời ơi, la cho lớn u cha. Người ta làm sạch lắm, không có bị đâu má. Không ăn. Bà phải ăn. Không ăn. Bà không ăn phải không? Không. Tôi không bán. Không bán.
cái thì thôi. Trời ơi trời, ngang ngược không? Đi. Mẹ không ăn thì con ăn. Không ăn gì hết trơn á, bà có đồ hôi thối này mẹ ăn cái gì? Đi. Ê ê ê, ê bà nói cái gì thối? Bà nấu lên tôi nghe, bà nói cái gì thối hả? Bộ giàu có muốn nói gì nói hả? Nè. Cái thằng này nghe, đối với nó nghe, tiền bạc là phù du nghe. Mà ai ngu thì phù mỏ nha. Bà ngon bà nói, bà ngon bà nấu thêm một lần nữa. Bà ngon bà nấu thêm lần nữa. Cái ly chè này tôi sẽ đổ. Tôi sẽ đổ xuống cống ngay trước cửa nhà bà. Tôi thèm đổ xuống cống chứ tôi không cho bà ăn. Tôi nói thiệt bà. Qua ai đổ rồi? Lê à, xuống cống chi mang tội. Đổ họng con có đức hơn à. Cái họng mày đâu phải cái cống. Chưa cái họng mày rộng hơn hầm Thủ Thiêm nữa. Để 6 nồi chè tao vô quần dừa mày lấy không? Thôi ăn cái tiểu đường hay chi vậy? Bà nội mày tập tạ mà ăn chè cho cố vô. Trời đất ơi, nó ăn không còn một miếng luôn. Dễ sợ thiệt. Hên là còn cái bánh. Chú! Hả? Mày đói lắm hả mày? Sao mày ăn cái bánh cam của tao? Mấy nay tập tạ xong rồi uống đạm vô, máu cam chảy quá. Giờ ăn bánh cam cầm máu cam, hay thiệt. Còn 9 cái mày ăn không? Dạ, con xin. Xin bà nội cha mày. Ây da, trời sao tôi ghét cái xóm này quá. Rồi, xui đi hên về nha con nha. Xui đi hên về. Xui đi hên về. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, chút xíu nữa cháy chân mày rồi. Bà muốn gì? Sao? Cho ly chè. Đã nói rồi, ở đây là bán chè chỉ có bổ nước dừa thôi. Không bổ nước dừa là không bán. Không, bỏ nhiều nước dừa đi. Chính ra bà không biết nhục ha. Cái gì bà nói không được á. Thôi mà, tại vì tôi sĩ diện chứ còn giờ. Trong xóm này có mình ông chơi với tôi. Mà giờ ông không chơi tôi không biết chơi với ai hết trơn. Một lần thôi nha. Chứ bên này là có sĩ diện lắm á. Ăn nấu kiểu đó lần sau đừng hòng nhìn lại tôi à. Tôi biết rồi thôi mà. Bỏ nước dừa đó. Biết rồi, nước dừa nhiều lên. Ê, làm móng chị Mạnh. Để em. Thôi, được làm nghề. Quất một cái, yên tâm. Nè, cái chỗ này nó bị mỏng á, cho nên là em cẩn thận giùm chị nha. Mạnh ơi Mạnh. Dạ. Mày móc gọn gọn lại Mạnh ơi. Cái mùi nó thúi lây qua tới đây rồi. Trời, đó cơ móc khóe mà như móc cống mà nó thúi bay tới đó rồi mà thấy không? Thúi tiền cục à. Vậy đừng có lèm bèm, để em. Nè, hai. Ây da trời ơi. Ê Mạnh, hình như cái móng chị nó rớt dưới ghế kìa. Chết cha, sao nó văng dữ vậy trời. Đây kẹo sắt em dán lại cho, yên tâm. Quỷ à, làm ăn ẩu tả. Em bị cần. Mẹ cần mà đi làm móng. Mẹ tôi biết mày cần tao mới làm đâu. Thôi, không có chữ em Út, chị thương em không? Tôi không mới làm nè. Quen. Cái gì? Cho đều cái bánh cam qua trắm có khỏe khách được không? Đó. Có bánh cam, có bánh cam, có Quyên đây. Mày á. Đây, bánh cam. Con hả? Chết cha. Chị có sao gì đâu. Chết cha. Sao cái chai vậy mỏ bà vậy? Rút ra nha. Có sao không chị? Nào vậy? Nào chơi kỳ vậy? Nào con bò này nè. Dạ. Ê Quyên, mày đàn bà hay đàn bò chứ? Sao mày hút dữ vậy Quyên? Thôi bà bớt nóng hay buôn bán không à. Đây, bánh cam 4 cái. Con ngu học. Tao order mày 1 cái, mày đem lại 4 cái. Mày có thật sự tỉnh táo không Quyên? Nè, khóe nè, mày thử cho tỉnh táo giùm tao đi. Mày ơi, mày kỳ quá à. Một cái với 4 cái gì đã tặng rồi còn kể lễ nữa. Con này con gian thương nè, thấy không? Hồi nãy bán tao cũng bán dư, giờ tao kêu một cái mang qua 4 cái. Mà sao ông kỳ vậy? Chuyện này có dính lát gì tới ông đâu mà tự nhiên ông nói vô chi? Ông nhiều chuyện quá à. Trời. Không phải chị ăn chị phải sĩ diện một chút xíu đúng không? Người ta thền mình có một cái thôi mang qua 4 cái cũng ừ luôn. Cũng mày nó làm rớt cái móng tao chi đền bánh cam cho ông lại nhảy tao hoài vậy mày? Mày vừa lòng chưa Quyên? Mày hả dạ mày chưa Quyên? 4 cái còn ít lắm. Mày đẩy nguyên một xe vô đầu tao luôn đi Quyên. Vừa lòng chú chưa? Nhờ chú mà đời con mới lụi tàn đó. Để tao tạc axit mày hay sao mày lụi tàn mày? Qua tao nói với bà không mà tự nhiên nó nói tao làm nó lụi tàn cả. Mẹ nhắc vụ này mới tức à. Mẹ cận mà đi làm neo. Em xin lỗi chị, em lại chị. Em ước gì bây giờ Aston bắn đuôi mắt em đi. Tao cận tao nhục lắm Quyên. Đứng mày nghe gì mày không binh tao mày? Thế giờ tao nghe con mày đâu mà tao binh? Trời ơi, nó cắn mày kìa. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì mà dữ vậy em? Trời ơi. Nhà tôi đó.
xém cán vịt tôi chết luôn. Mẹ nó nẹt bô kìa. Thiệt. Hết nói rồi. Mấy em ơi, nãy mới đụng vô nhà người ta đó. Dạ xin lỗi chú, tụi con mới dọn tới đây. Có gì mọi người giúp đỡ tụi con nha. Dạ dạ. Dạ. Mà nãy đụng cái thùng rác chứ phải đuôi. Chồng con lanh vậy thôi. Chào mọi người đi. À dạ. Ờ, tụi con mới tới, cái gì bỏ qua cho tụi con. Dạ. Mong tụi con cũng bớt đụng lại. Dạ. Mình. Hả? Sao mình đánh tôi? Xin lỗi nha. Mất. Xong phụ tôi đem vô hết trơn à. Sao mình la em? Rồi liền hả? Quên. Lụm. Trời ơi, thiệt. Trẻ lên. Ờ. Không giống ai luôn thiệt. Ủa mà ai vậy? Ai vậy? Ai biết? Ai? 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 Ê sao mình hỏi không mình không ai trả lời thôi nhỉ? Có ai biết không? Sao mày không trả lời? Ai? Trời ơi, tao biết là ai đâu mà tao nói. Ờ nó biết ai đâu mà nó nói. Mày vô duyên ta. Ủa vậy là ai? Hồi nãy nó mới nói á. Nó mới nói nó dọn tới nhà mấy mình giúp đỡ. Mà không cần nói, tôi có nghe luôn. Chắc tụi nó hai vợ chồng đó. Không phải chắc đâu. Nó khẳng định nó là hai vợ chồng luôn. Nó nói nó là hai vợ chồng. Có hả? Vợ chồng thì biết vợ chồng rồi, nhưng mà con đoán là chắc người ta mới chuyển nhà chứ. Nè cái này là chuyển nhà nè. Đây giờ nhìn là biết chuyển nhà rồi. Có ai cho tôi biết cái thông tin nào mà nãy giờ tôi chưa biết? Chứ vòng vòng những cái gì mình biết á mà. Tôi là tôi thấy cái điều này nè. Tôi biết là tụi nó vợ chồng nhưng mà tôi thấy là cái cặp này nó không có thuận nhau. Nhìn là không thuận thôi nhưng mà con đoán là chắc là vợ chồng đang gây lộn. Không, ý mày là ý tao đó. Gây lộn gì? Hình như nó đang xích mích. Phải, cái này là hai vợ chồng bất hòa. Ừ, là bốn ý mình là một luôn đó. Bốn ý vừa đầu là một luôn á, thiệt á. Con thấy không? Gì? Chồng già vợ trẻ. Bà nhìn đi thằng chồng đó nha, tôi nhìn ít nhất là nó là 62 tuổi. Nó căng 18 cộng chỉ đây nè, collagen đồ đó. Ê, kia mặt thẳng quá. Cái con nhỏ này tóc nó nhộm đỏ, chắc chắn là làm gà. Ủa màu đỏ? Màu đỏ. Sao tôi nhìn ra màu hồng mày? Ủa gì kỳ vậy? Bậy nha, tôi thấy màu tím. Ủa sao gia đình mình không hay thấy giống màu nhau chứ nhỉ? Thôi, bỏ dẹp ba cái vụ màu đi. Nó tóm lại là hai vợ chồng nó ngoại tình đúng không? Mày điên quá, vợ chồng là vợ chồng mà ngoại tình là ngoại tình, chứ vợ chồng mà ngoại tình là sao? Bây giờ nó mà ngoại tình là sáp vô một cái là có đánh ghen. Mà hẻm mình hẻm cục nha, nó sấn vô một cái nó quýnh tới nhà bà luôn. Đâu có nè, ly nè, bể nè, nó chọi nè. Đi luôn chèo tôi, nó chọi chè tôi không được. Rồi vậy nó rút củi con nó quýnh. Trời ơi. Aceton nó xịt ra đuôi mắt luôn. Trời ơi. Mà nó rút củi mà trúng aceton mày nó cháy nguyên một xóm. Đây nè, lửa với aceton là Phật lớn luôn. Khoan. Nói chuyện nãy giờ nghe mùi khét nha. Khét à? Có khét. Khét. Đúng chưa? Có nha. Kiếm cái gì đi, không giỡn mà. Ê cháy à nha. Có nha. Ê, ê. Hình như cái xe bánh cam cháy phồng. Ôi, bốc khói đó. Trời ơi, cháy thiệt không kêu. Cháy. Con đi cái xe mà cháy, xe mày cháy. Ôi, hả, quên. Trời ơi. Qua dập nước. Nước kìa. Trời ơi. Cháy quá, cháy lướt quá. Dập đi. Ừ. Cháy rồi. Cô Diễm tốt lắm. Đừng có để cho mọi người biết nha. Chuyện của tôi và cô chưa có xong đâu. Sao mà xong được? Anh là đàn ông, anh có tự trọng. Anh nên nhớ anh nợ của ai, bao nhiêu tiền. Đừng có nói chuyện với tôi bằng thái độ đó. Rồi sao? Cô làm gì tôi? Cô hâm dọa tôi đó hả? Sống chó má nha, anh đừng có trách tôi. Cô lặp lại một lần nữa coi. Tôi nói sống chó đó. Nè, cái gì cũng có giới hạn, cô nói vậy chưa? Anh là đồ chó. Rồi sao?
Cô. Sao mày dịnh xe tao Quyên? Con nè. Gì vậy? Tắt máy. Ủa có chuyện gì vậy? Đi đâu vậy? Tao đi công chuyện. Bỏ công chuyện, dừng hết mọi hoạt động, lại đây nghe con nói chuyện. Ủa có chuyện gì quan trọng quá vậy? Nghe xong rồi xỉu nè. Mày làm tao hồi hộp quá, nói tao nghe coi. Thôi cô đi, con không kể đâu. Tao tán mày á. Mày nghĩ sao mày kêu tao bỏ hết công chuyện để nghe mày kể? Giờ mày nói mày không kể là sao? Chuyện này nó khó nói lắm. Bây giờ con nói con nghe mà tim con đập mạnh con chịu không nổi luôn á. Mỗi lần mày nói tim mày đập mạnh, còn bây giờ mày không nói là tao tán vô mặt mày. Mày muốn cái nào? Mày đừng có chọc điên tao nghe, mỗi lần cái máu điên nhiều chuyện của tao nổi lên. Bây giờ con kể cô cũng được, nhưng mà cô hứa với con, cô không được kể ai nghe nha. Mày nhìn mặt cô nè Quyên, tao đâu có nhiều chuyện. Tao thề với mày, tao mà nhiều chuyện tao làm con chó. Cô có nhớ cặp vợ chồng này không? Trời đất ơi, thì cặp vợ chồng này lúc mà nó dọn về đây, tụi mình ngồi xúm lại nói chuyện nó đó. Hai người này không phải là vợ chồng. Hai người này là một cặp mèo mã gà đồng, ngoại tình với nhau. Hôm qua nó đòi tiền ông này 600 triệu. Thằng chồng phát hiện bộ mặt con vợ là một con đào mỏ, thằng chồng đâu có cho. Nó quờ quạng, nó chụp tùm lum. Xui sao nó chụp trúng cái chài, nó quờ trúng đầu con vợ một cái bắp. Cái con thấy con nhỏ giật. Thôi con sợ có án mạng con bỏ chạy. Vậy là mày không thấy nữa rồi đó hả? Không có thấy nữa. Ê, giờ phải sao ta? Mà nè, sao thì sao? Cô hứa với con nha, cô không được kể chuyện này cho ai nghe nha. Đã nãy tao nói rồi, tao mà nói ai nghe tao làm con chó mày không nghe hả? Nhớ nha, sống để bụng, chết mang theo. Con đi chờ nha, cô coi chừng. Xuân sang thấy trong lòng sao ứa ra. Sao sao? Hả? Quá nó nghe. Gì? Quá nó nghe. Trời đất ơi, đậu xanh mới thả xuống nước ngâm chưa chín nữa má. Dẹp mọi công chuyện nghe tôi nói. Chuyện quan trọng. Chuyện gì? Hôm qua tôi chứng kiến. Sao? Một vụ án mạng. Trời ơi, ở đâu? Ông nhớ hai đứa này không? Nhớ chứ. Nó cán muốn hư cái thùng rác nhà tôi mà. Nó không phải là vợ chồng. Nó là thông dâm. Ủa mà sao bà biết? Trời đất ơi, tối hôm qua nè, nó đánh lộn ì xèo. Tôi rình tôi thấy. Bà thấy chính tận mắt bà? Chính tận mắt tôi thấy. Trời Phật ơi, tôi kế bên mà sao tôi không biết gì trăng hết trời. Ủa vậy ông mà. Tôi nói từ đầu rồi, con quỷ cái mặt nó như cái giẫm. Nó móc ngược cái nè. Cái mặt đó là cái mặt không có thảo. Nhưng mà cái thằng này nó ăn bám con nhỏ này. Cái gì? What? Con nhỏ này đại gia. Trời, con cá cơm nó lại đại gia. Đi lấy tiền mấy thằng khác để nuôi thằng này. Ô, con mặt lưỡi liềm này ngu. Thằng này đòi tiền con này. Nhiều? Để coi. 1, 2, 5 500 triệu. 8 800 tỷ 6. Ủa sao dữ vậy? Vì nó là đại gia. Trời ơi, cái thằng cha đó mà bán được tỷ 6 chắc tôi cỡ 3 tỷ 9. Cuối cùng có được không? Thì đó đâu có đưa. Nó lật thằng chồng. Nó làm gì? Đá vậy nè. Ai da, ui, sao đau vậy? Trúng thiệt hả? Ui, bà đá thiệt đau quá. Xin lỗi nha, tại tôi đang diễn nó đó. Hư ông Nguyễn rồi. Thôi cứ quỵ vậy luôn đi nha. Thằng kia quỵ xuống rồi sao? Nó chụp cổ nè. À, con nhỏ kia chụp cổ. Rồi sao? Nó chửi nè. Mày là thằng mất dạy. Không, cái này chửi nặng quá. Sao đang kể chuyện mà chửi nặng vậy? Đâu có chửi đâu. Không, bà mới chửi tôi mất dạy, bà nghe không? Tự nhiên tôi chửi ông làm gì? Tôi đang kể hai đứa nó. À, là nhỏ đó nói thằng đó hả? Đúng rồi. Ủa sao nói hỗn vậy? Trời ơi, đội tiền mà không kêu nó. Rồi, thôi tôi quỳ xuống nè, tiếp nha. Quỳ xuống lại nè. Bóp cổ lại nè. Mày là thằng mất dạy. Mày là cái thằng ký sinh trùng. Hôm bữa tao xin lỗi mày, mày tưởng thiệt á hả? Mày là một cái thằng bá dơ. Mày sống có ra gì? Hả thằng chó? Ê, cái này không bậy rồi. Cái này là bà chửi tôi thiệt. Cái vụ hôm bữa bà qua bà xin lỗi chè rồi, bữa nay bà chửi lợn nè. Bữa xin lỗi thiệt. Không, nãy bà nói thiệt lắm. Hồi nãy cái khí của bà nói với mặt tôi đó, thiệt á. Tôi nói tôi không có chửi. Tại tôi đang diễn tả hay đấy nó. Hai đứa nó chửi y vậy hả? Y như vậy. Ủa, sao giống cái chuyện mình quá. Tôi tưởng bà chửi tôi không á. Không, tôi không có chửi ông. Mà cái thằng nói đàn ông kiểu gì mà con đàn bà nói nặng như vậy mà để yên. Ông nghĩ nó để yên hả? Nó chưa để yên. À. Nó nắm đầu con nhỏ đó. Nó đập nè. Nó đập. Xuống bàn. Không, má, đau quá. Trời, tôi gói lon tiền đình mà bà quýnh tôi chóng mặt luôn á. Tôi là không có đánh ông thiệt đâu. Bà đánh thiệt, nãy bà đánh mạnh lắm. Quýnh không thấy ông trời luôn nè. Vậy hả? Cậu nghe cái chuyện không mà chóng mặt luôn á, thiệt á. Tôi thấy tôi diễn là tôi diễn giống luôn đó. Không, mà diễn thiệt lắm á.
Dạ hả? Rồi quýnh vậy chắc chết con nhỏ à. Đâu có chịu thua. Ủa chưa? Con này lì lắm. Quơ quạng nè, quơ quạng nè. Quơ đâu là chụp đó nha. Có quơ được cái gì không? Nó chụp được cái bình bóng. Rồi nó làm gì? Nó quất chứ làm gì. Nó quất vô đầu bóng một cái. Có bao giờ thằng này chết không trời? Không có biết. Tới đó tôi sợ quá. Trời Phật ơi, sao cái đoạn quan trọng bà không coi tiếp? Không có dám coi nữa, máu me tùm lum. Máu lên tới háng. Hả? Ủa sao máu đập đầu mà máu lên tới háng dữ vậy? Nè, chuyện này nha. Đừng nói ai nghe. Mang quà vào. Không, tôi thề nè. Tôi nghe xong tôi chết liền, người chết không bao giờ biết nói chuyện. Nghe xong chết liền. Tôi thề bà luôn á. Bà cũng đừng nói ai nghe nha. Sống để bụng, chết mang theo. Mà cứ hay nhìn lén con sao á. Mày Ngọc Trinh hả? Mày làm gì mày đẹp lắm vậy? Quỷ yêu hả? Tao có chuyện quan trọng tao muốn nói mày nè. Chuyện gì quan trọng? Kinh thiên động địa. Không mà kinh thiên động địa là chuyện gì? Mày đừng có nói nghe nha. Mày ơi, hồi hôm qua trong cái hẻm của mình xảy ra một vụ trọng án, thảm sát hẻm cục. Thấy ghê vậy? Ở đâu? Nhà thằng Hoàng với con Nhã. Ý, mà vụ gì mà ra thảm sát ghê vậy? Hồi hôm qua nè, tao sát vách nhà mà. Tao nghe lục đục, tao mới kê lỗ tai tao qua tao nghe. Con Nhã nó đang lừa tình lừa tiền thằng Hoàng. Nhiều? 120 tỷ. Muốn nói gì nói. Ngang ngược, 120 tỷ là nó mua luôn cái con hẻm này. Chứ nó ở trong con hẻm làm gì? Hỏi lại tao nói lận. Nó lừa bao nhiêu? 12 tỷ. Cái mặt này hay trả giá lắm nè. Hỏi lại lần nữa, nó lừa bao nhiêu? 12 tỷ. Ê là chắc rồi đúng không? Tao nói hai lần mà đúng là đúng à. Mày nghĩ thằng Hoàng nghèo á? Trá hình thôi. Con nhỏ kia cặp lừa tiền chiếm đoạt tài sản 12 tỷ đồng. Nó giết nhau tới nơi. Là giết chưa? Chưa giết. Nhưng nó sẽ giết. Nè, khi mà thằng Hoàng phát hiện ra con Nhã. Rồi bây giờ thí dụ đi. Rồi. Bây giờ tao là chồng mày là vợ nè. Dạ. Con Nhã nó đâu có chịu thua thằng Hoàng. Khi nó đã bị phát hiện rồi nó trở mặt luôn. Nó mới chỉ thẳng vô mặt thằng Hoàng nó chữ nè. Cho đẻ. Ủa là ai chữ? Là con Nhã chữ thằng Hoàng. Trời, cô có tâm lý là chú đang chửi con á. Con Nhã nó chửi thằng Hoàng chứ tao không hề chửi mày. Con vợ chửi con chồng mà. Con là con Nhã, chú là thằng Hoàng. Là con phải chửi chú chứ. Tao quên. Là nhìn mặt nhau nè. À, cho đẻ. Không được đâu. Cái này nó không thuận sinh lý, kể không được. Nó bị nghịch rồi. Thôi đổ lại đi, rồi tao là con Nhã mày là con Hoàng đi. Chứ nghịch quá tao kể không được. Cái tôi cũng cao quá trời, chữ người ta được. Đảo lại đi. Tao Nhã cho. Ừ. Chứ không thuận kể không được. Rồi. Nó chỉ thẳng mặt Hoàng nè, nó chữ nè. Chó đẻ. Mày nghĩ mày là ai? Mày điếm thúi lắm. Mày là súc vật. Ê thôi nghĩ đi chú, con thấy này thiệt quá. Này như có tư thù cá nhân hay sao? Không. Cái ánh mắt là thiệt nha. Không. Ê, mày tin tao đi, con Nhã nó chữ nặng hơn. Hồi nãy giờ là tao vuốt nhẹ bớt rồi. Ủa sao cái mặt thiệt quá vậy? Trời ơi, tao diễn đạt mà. Rồi mày tưởng tượng đi, khi một con vợ chữ thằng chồng vậy, mày nghĩ thằng kia để yên hả? Cái tôi đang dâng lên. Chứ gì nữa. Rồi sao nữa? Bớt thình lình nha. Thằng Hoàng nắm đầu Nhã chồng xuống bàn hay nào. Đập đầu Nhã xuống bàn. Nó đập đầu Nhã xuống bàn. Đau, đau quá. Đau à? Đau nhức quá. Mày mà đau như vậy, mày nghĩ con Nhã là con gái nó đau cỡ nào? Ủa mà sao nãy là đóng vai con Nhã, bây giờ tưởng đóng vai thằng Hoàng giọng đầu con vậy? Tao đảo lại rồi. Là đóng hai vai. Hai vai. Linh động vậy? Vai gì vai cho người ta diễn chứ chứ. Bây giờ mày là con Nhã đi. Tới đoạn này tao phải là thằng Hoàng tao mới thuận được. Giờ là Nhã đúng không? Mày là Nhã. Rồi sao, rồi sao? Ha, bắt đầu ha. Rồi. Mày tập trung nè. Ừ. Thằng Hoàng nè, nhìn Nhã nè, nắm đầu nè. Giọng xuống bàn, nó giọng xuống bàn. Y sưng rồi kìa. Sưng chưa? Sưng rồi. Nghe tiếp không? Ê, sưng nha, sưng nha. Nghe tiếp không? Vẫn nghe nha. Vẫn nghe phải không? Vẫn nghe. Xong rồi thằng Hoàng nè. Ừ. Bất thình linh nè. Ừ. Mày nắm đầu nè. Nắm 3 lần rồi. À. Kể rồi. Đó là kể rồi đúng không? Kể rồi. Thì bây giờ mày trao đảo đi. Nó đập cái thứ hai lần Nhã trao đảo nè. Không có tâm lý trao đảo luôn. Trao đảo. Phải thiệt mới trao đảo được. Phải phải không? Ừ. Đó, được chưa? Con Nhã đang trao đảo nè. Đúng rồi. Phải đứng dậy chứ, con nhỏ phải đứng dậy. Đúng rồi. Con nhỏ đứng dậy nè. Đúng rồi. Nó chơi một gối nè. À! Nó lồm cơm chứ. Nó lồm cơm. Nó đứng dậy liền. Lồm cơm vậy. Nó lồm cơm đứng dậy. Thằng kia đẩy vô trong ông nè. Trời ơi.
nó quýnh như vậy luôn. Nó quýnh như vậy. Lúc đó con nhã nó dùng hết sức bình sinh, nó gượng vậy. Gượng gì? Thằng kia từ xa xong phi ra trời mày luôn nè. Ủa Mạnh mày đâu rồi? Con nè. Nó bồ thật. Ôi trời, nó bồ nè. Lúc đó con nhã đang lồm cồm, thằng Hoàng chụp tay kéo qua đây nè. Để qua đây nè, để tay vô cánh cửa nè. Kẹp nè. Nó kẹp tay con nhã. Đau quá. Chưa. Ấn nè. Khoan đi. Đau quá. Nó đánh giả mang gì không? Nó quýnh còn hơn vậy nữa đó. Đau quá sưng tay. Nghe nữa không? Nghe. Ngồi xuống. Vô cái nữa đi. Vô cái nữa. Tay một cái nè. Con nhã nó đang gào thét. Con nhã nó tìm cách chống trả. Nó qua nó chụp cái rượu trứng nè. Trời ơi. Anh ơi đừng mà anh ơi. Đúng không? Đừng mà anh ơi. Chậu nè. Nó chậu nè. Nó chậu Hoàng nè. Mày sợ hả? Hả? Mày nghĩ mày là ai? Hả? Mày nghĩ mày là ai? Nó chậu thằng kia. Xong thằng kia nè. Kiếm đồ đỡ mà. Kiếm đồ đỡ. Nó chụp được cái gì là nó chọn cái đó. Nó chụp cái ly nè. Thôi. Đây. Ê, chết con chú. Không. Hồi nãy nhớ kỹ là thằng Hoàng nó lấy cái này nè. Thôi nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn. Nghe câu chuyện mà tỷ lệ tử vong 80%. Đánh cho chết hàng chi vậy? Nó thiệt là như vậy đó. Thiệt không? Thiệt. Đánh má nhận không ra luôn. Vô ngồi. Dạ không có đâu bà con. Không có chuyện gì hết. Giật giỏ nhau không có gì hết. Bà kêu cầm điện thoại bấm công an phường tới luôn kìa. Đây đừng có quay lại nha, là chim chết tao. Mày la, mà nó biết tao phát hiện, nó giết tao diệt khẩu trời ơi. Sao mà nói được, chiều nay chết rồi. Mấy đứa mà quýnh hay tỉnh táo chiều hay chết lắm. Mày nghe kể chuyện mà sao mày hay e gió ngại xương quá, mày hay trách móc quá. Không nhưng mà thấy ghê quá vậy chú. Nó thiệt đó. Ôi sợ thiệt luôn á trời. Bây giờ tao không biết con nhỏ làm sao tao mới nói. Mày biết là tao khó khăn lắm tao mới nói ra được. Thôi cái điều này. Con hiểu rồi. Thôi bây giờ yên tâm đi, sống để bụng chết con mang theo. Mày nhớ nha. Con nhớ. Bây giờ mày phải hứa tao đi nè. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng tri nha. Bây giờ mày nói ra mày bị cái gì? Con mà nói ra con không phải là đàn ông. Bây giờ mày đâu phải đàn ông. Con nói ra con thục lữ. Nói gì nặng nặng á. Thí dụ mày không nói ra mày bị câm nè. Cái đó là cái điều mày sợ nhất. Mày nói ra là mày câm, mày nói đi. Thí dụ như là răng sứ mày bể nè, thú miệng suốt đời đi, thí dụ vậy đi. Nhiều quá một cái thôi. Nhiều quá hả? Nhiều quá, bị nhiều quá. Còn một đi nè. Mày nói ra mày làm sao? Bị nha chu suốt đời. Ngon. Ngon. Nhớ nha. Nhớ. Sống để bụng, chết mang theo. Cảm ơn mày nha. Mình đâu có kể đâu. Mình nhắn mà. Chắc không bị nha chu đâu. Mắc dạ quá. Ly nhà tao. Mà làm gì lén la lén lút vậy? Tao đang hóng gió cái quầy qua thấy cái mặt mày. Chú Ngọt. Cái gì? Cho con ly chè nó lạc xíu được. Thấu lạc đừng ăn chè. Không, sao đang giảm cân sợ ngọt. Nay có gì ngon vậy? Bữa nay có đậu xanh ngon lắm. Vậy lấy con ly đậu xanh. Khoan đậu đen nha. Ủa gì kỳ vậy, tư vấn đậu xanh rồi mà kêu ăn đậu đen. Đậu xanh là ngon rồi đó mà còn đậu đen à. Thôi cái gì cũng được. Thôi hết đá ăn đại vậy. Chú Ngọt, cái bố con sửa xong cho chú rồi đó. Cảm ơn con. Ê, rảnh ngồi chơi luôn. Tôi không muốn vậy. Ăn gì? Ăn cái chè luôn nha con. Thôi, tối con không ăn đâu. Ăn cái chè đi con. Không ăn tao cũng múc nữa. Ăn đại đi. Sao? Cho ly chè. Ăn chè nha. Đậu đen. Còn chè nào nữa? Còn đúng đậu đen à. Cho nước dừa nhiều nha. Không, đừng ăn nước dừa. Tối đừng ăn nước dừa. Hôm bữa tôi không ăn nước dừa thì ông bắt tôi ăn nước dừa. Tại hết nước dừa rồi. Vậy cũng đúng. Ông muốn bán thì tao bán. Ăn đi kệ đi. Ăn tối mày lâu lâu mình gặp nhau mình ăn chè cho vui. Mày định nói gì hả? Không. Tính khen chè này chú nấu ngon. Đâu đâu cô, tôi đâu có gì đâu nói.
Thí dụ trong cuộc sống á, khi mình có một cái gì cái gọi là cái tâm tư, cái nỗi lòng rồi đó, chuyện vui chuyện buồn gì mình san sẻ nha. Nếu như thí dụ tôi vui đi mà tôi qua tôi kể câu chuyện, chị cũng vui hơn chứ, đúng không? Đúng rồi. Thì đây nè, bốn đứa mình nè. Có gì cứ nói. Đúng rồi. Sớm mà. Mà cái này đâu phải nhiều chuyện nè, san sẻ đúng không? Cái gì trên đời nữa vậy, khi mình nói ra là mình san sẻ, đâu phải nhiều chuyện gì đâu, đúng không? Có gì là mình nên nói ra. Rồi. Nên nói ra ha. Rồi ok. Vợ chồng đàng hoàng. Trời ơi, thôi chết rồi. Trời ơi, cái gì mà sao mà tâm linh tương thông mà nói ra cái hết hồn nè. Cậu tụi tập trước không có trời. Nè, đừng nói bốn tụi mình nói cùng một câu chuyện nha. Ê, nhắm không chừng chuyện ông giống chuyện tôi à. Ê, con nghĩ là câu chuyện của hai người giống câu chuyện của con nha. Ê, con nghĩ là câu chuyện của con giống câu chuyện của ba người nha. Bốn người một chuyện rồi. Ghê gì? Bốn người một chuyện rồi, thiệt rồi. Ừ. Tôi nghĩ là thằng Hoàng nó sắp giết con Nhã rồi. Tôi sợ là con Nhã nó chết thiệt, cho nên tôi canh từ hồi chiều tới bây giờ. Tụi mình phải kiếm cho được con Quyên. Từ con Quyên mình truy ra là sao nó, là có còn người nào nữa không, để mà biết được cái nguồn. Không, nó ra mà nó đằng đằng sát khí mà nó liền cái chạch và nghĩ nó là cái gì đó. Nó nghe nè, phải kiếm cho được con Quyên không? Phải hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Kiếm nó đi. Ê, phải nói không? Bắt nó. Ôi, cái gì vậy? Đây đâu chữ? Giải nó qua đây, giải nó qua đây. Cái gì vậy mọi người? Giải nó. Trời ơi. Ây da. Khai. Khai gì? Im. Mày nấu phơ đâu mày liền. Cái chuyện vợ chồng thằng Hoàng con Nhã ngoài mày ra còn ai biết hay không? Có mình con thấy hả? Mày là người đầu tiên đúng không? Con nhìn thấy tận mắt mà. Thật. Có nghĩa là mày xác nhận là mày thấy là cái động cơ giết người thằng Hoàng là có đúng không? Con thấy. Đến nước này rồi là mình phải làm lớn chuyện lên thôi. Lớn thôi. Bây giờ như vậy, bà chạy đi, bà kêu bà Hai Lộ, chủ cái khu phòng trọ này. Rồi. Nói cho bà biết cái chuyện gì đang xảy ra trong cái hẻm cục của mình. Con mày dùng cái quả lực của cái họng mày đó cho mọi người biết, mang vũ khí nhân lực tới đây. Hai đứa tụi bay đi đi báo công an. Phải có chánh quyền can thiệp trong cái chuyện này. Rồi mày lên mày làm nhân chứng cho tao. Lớn lắm. Cái gì vậy? Cái chuyện này chuyện vợ chồng của ta mà, có nên làm gì không trời? Chuyện lớn. Nghe lời tao đi, không phải là mình làm lớn chuyện mà bản thân cái chuyện này nó đã lớn rồi. Ừ. Thôi đi đi. Ông dưới, ông thâu đi, ông thần tài phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, cho phi vụ này thành công trót lọt. Từ hai mụ bà, 13 đức thầy, 9 cô, 16 cậu. Dạ, con giái tất cả mọi người phù hộ cho vụ án của con thành công trót lọt. Mọi người bình an vô sự trở về, không ai bị sức mẻ một cái gì hết trơn. Bình an trót lọt. Dạ. Mày sẽ không thấy tao. 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 Nó đã không thấy mình. Đức mẹ hiển linh.
Cũng may là chư vị đồng đạo đã hộ giá kịp thời. Không thôi, kẻ sát nhân đã giết tôi diệt khẩu. Chú Ngọt, ai dựa mà thổi kiếm hiệp vậy? Quên á, tao thấy đông quá cái tao thấy gia đình ấm áp á, tao bị liều á. Trời ơi, hồi nãy tôi nói mọi người nghe, chính mắt tôi thấy thằng Hoàng nó đứng trước tôi, nó cầm con dao phay bay lớn nè. Trời ơi. Con dao phay đâu bằng con chuột thằng này nè. Trời ơi. Ủa chính quyền đâu rồi? Ê không được đâu, bây giờ phải cứu người đi. Có đợi không? Có đợi không? Không có đợi được, cứu người với cứu quả. Bây giờ đợi được con nhã nó chết liền chồng á. Đi nó ra kìa. Mấy người đang muốn cái gì gia đình tôi vậy? Mọi người. Hắn là kẻ sát nhân. Chiến đấu vì chính nghĩa. Tấn công! Đánh nó! Mọi người làm cái gì vậy? Mọi người làm gì đánh chồng tôi vậy? Làm cái gì chồng tôi vậy? Trời ơi! Ủa? Ủa nhà con chưa chết hả? Con chết hồi nào? Ai nói con chết? Ủa? Sao nghe đồn em bị giết rồi mà? Ai đồn? Chú đồn. Ê, không phải bà mày. Nghe từ bà này mà. Bảy. Mình ơi. Ủa mọi người, mọi người đang làm gì vậy? Mọi người đồn vợ chồng người ta giết nhau, rồi tự nhiên đánh chồng con vậy. Vợ chồng tôi làm gì sai mà mọi người đối xử với vợ chồng tôi vậy? Mọi người đang làm cái gì vậy? Hoàng ơi, bác cắn cỏ ngầm dành, bác xin lỗi hai đứa luôn. Thiệt sự bác không bao giờ nghĩ cái chuyện nó xảy ra như vậy. Tại vì nghe đồn là tụi con ẩu đả, bác sợ là tụi con giết nhau rồi án mạng ở trong khu này, cho nên bác mới làm như vậy. Trời ơi, thôi bây giờ nói cái gì cũng sai. Thôi có như là đại diện nguyên số, xin lỗi tụi con, xin lỗi tụi con. Đây là cán bộ, đây nè. Đây. Đây chính là hiện trường vụ án. Đây là người chồng nghi ngờ hành hung vợ mình. Còn đây là... Vợ anh. Anh có sao không anh? Ai là người đánh anh ta? Tôi hỏi lại một lần nữa, ai là người đánh anh ta? Dạ thưa cán bộ, có thể nói là Nguyên Hẻm mà. Nguyên Hẻm đánh một người? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra đó. Anh là người báo án, nói tôi nghe coi. Cán bộ, thực ra là em chỉ báo án theo thông tin từ anh này. Cán bộ, tôi cũng không biết nữa, tất cả mọi chuyện tôi nghe từ chú Ngọt á. Chú Ngọt. Thật ra là tôi có truyền thông tin cho cậu ấy từ thông tin tôi đã nghe từ một người phụ nữ và người đó đang đứng đây. Dạ thưa cán bộ, tôi cũng là người tiếp nhận, còn đây là nguồn ạ. Nguồn? Dạ thưa cán bộ, dựa trên những dữ liệu có thật mà em đang nắm trong tay thì em có thể quả quyết rằng sự việc này nó hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ tiếc rằng những phút cuối mọi chuyện nó không xảy ra như vậy thôi. Cô nói người chồng này hành hung vợ mình là cô nghe hay là cô thấy? Dạ em nghĩ. Là do chị nghĩ, xong chị đi đồn. Tôi cảm ơn sự nhiệt tình của chị,
nhớ anh chị trong tôi về. Tôi mong là lần sau, trước khi chị nói ra cái gì, làm ơn suy nghĩ cho thiệt kỹ. Tại lời nói nó giết người đó. Ê, mà tao thật sự tao rất là muốn biết là mày nghe cái gì mà mày đồn người ta giết nhau vậy? Dạ sự thật là hôm bữa ăn dọn tiệm, nghe tiếng ẩu đả trong nhà rất là lớn, mà không nghe rõ là gì hết. Nhưng mà con nghe một âm thanh rất là rõ, đó là tiếng bể chén. Cho nên con nghĩ là hai vợ chồng này mâu thuẫn, và con nghĩ là ông chồng này ổng giết bà vợ. Trời ơi, có cái chén mà giết vợ. Tụi tôi là diễn viên mà, tôi đang học tuồng, tụi tôi không yên thoại lời chứ. Người ta là diễn viên mà, người ta tập tuồng thì người ta phải được thoại lời chứ. Chú không cần nhắc lại, tôi nghe rõ rồi. Dạ vâng. Mời các anh chị theo chúng tôi về cơ quan để hợp tác điều tra. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em liên quan gì? Em chỉ lên báo án theo thông tin của anh này đó mà. Dạ thưa cán bộ, thật sự là em cũng nhiều công ăn việc làm lắm, với lại mục đích của em chỉ cứu người thôi. Tất cả mọi chuyện là cho chú Ngọt rồi nè. Dạ thưa cán bộ, bây giờ tôi biết tôi nói cái gì cũng sai hết, cho nên tôi không chống chế nữa. Tôi sẽ hợp tác điều tra. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho các cán bộ và mọi người biết ra cái câu chuyện này không tự nhiên khi không mà tôi bịa đặt. Tôi được tiếp nhận từ một người. Dạ. Trời ơi, tự nhiên bây giờ đổi thừa tùm lum mà. Nói thì 4-5 đứa nói, giờ thì đổi thừa. Đây, nguồn là do đây. Thôi, các anh chị đừng đổ lỗi nữa. Muốn gì, lên phường giải quyết. Mời. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra trong cái xóm của tôi mà không ai báo cho tôi biết hết trơn vậy? Qua đây nè, mà qua đây nè, nhớ không? Mua bán gì mà ép cách vậy? Thôi vậy tao nghĩ thì đừng ăn. Tôi thà tôi đổ chứ tôi không cho mày. Ủa? Ủa? Đổ đâu? Đổ đây nè. Đổ đây nè. Một hơi luôn. Đổ đây. Ha ha ha!